Em chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà một tuần mới tràn đầy năng lượng, một ngày mới làm việc thật là hiệu quả. Vừa đang chúng anh xin kính chào quý cô chú yêu đang cả nước. Hôm nay em sẽ điểm qua những cái đơn hàng của cả nhà nhé. Đấy, để mọi người khỏi mong này. Đây là cái livestream thanh lý hàng hôm qua của Vừa Lan chúng anh ở nhà này. Đấy, rất nhiều những sản phẩm được thanh lý với giá cực kỳ là yêu thương nhé. Bao gồm cả vật tư, phân thuốc cũng như là những cái sản phẩm như hồ điệp, Denso, vũ nữ. Gần Tết thì bên em cung cấp đa dạng rất là nhiều những cái mặt hàng sản phẩm như là tất cả các dòng hồ điệp đại, hồ điệp mini, hàng vườn cũng như hàng Đài Loan, cũng như là những cái dòng Denso nắng, Denso màu đang hoa và đứng đọt mọi người nhé. Và đặc biệt là dòng Denso nhà em chung là đa phần là Denso vườn thuần than mọi người nhé, thuần bán than. Đấy, em sẽ điểm qua những cái đơn hàng của cả nhà này. Đấy, và các bác đặt hàng vui lòng để lại số điện thoại hoặc là liên hệ qua hotline nhà em, hoặc là qua Zalo với số đặt hàng là 0978 811190, hoặc một hotline nữa là 0966 610298. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại hoặc nhắn tin vào fanpage, cũng như là để lại số điện thoại là bên em có nhân viên gọi lại và tư vấn chốt đơn cả nhà. Đây sẽ điểm qua một số đơn hàng nhé. Đấy, bác nào mà nhìn thấy đơn hàng của mình thì sẽ yên tâm là những đơn hàng này sẽ được chốt đơn và đóng gói rất là cẩn thận cho cả nhà. Đấy, em quay qua một số cái đơn hàng này. Đấy, nhà em chung thì Tết thì rất là đa dạng mặt hàng ở nhà nhé, rất là đa dạng mặt hàng. Đây, ví dụ đây là cây cá mập này. Đấy, đơn này là của chị của bác Minh Đức, của cô Minh Đức Tôn Nữ này. Đấy, cá mập là một trong những cái dòng hoa cực kỳ đẹp này. Đấy, cây đang ngồng hoa Tết như này mọi người nhé, ngồng hoa chơi. Và dòng cá mập này cực kỳ siêng hoa và dễ thuần. Đấy, rất là dễ thuần. Và một chậu cá mập này bên em đang có giá với giá là 175.000 mọi người nhé. Và đi đơn từ hai chậu là 350.000, bên em bao ship. Đấy, còn đi đơn một chậu cả nhà hỗ trợ bên em phí ship là 35.000. Đấy, tất cả các đơn hàng bên em dù to dù nhỏ đồng giá là 35.000. Đây là những cây hồ điệp thanh lý mọi người này. Hồ điệp thanh lý Đài Loan đẹp ạ. Đấy, những cái đơn hàng thanh lý của mọi người, hoa rất là đẹp luôn, toàn những mặt hoa độc đắc thôi. Đấy, xa xa kia là những dòng là biên VIP kìa, hoặc là hồ điệp băng băng. Đấy, đây là những cái đơn hàng này. À đây, em giới thiệu qua Denso thôi. Ở những cái video sau thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà từng chi tiết từng sản phẩm, cũng như là từng loại sản phẩm, và giới thiệu đặc mặt hoa cho mọi người sẽ rõ hơn. Đây, em chỉ quay qua một cái video ngắn thôi, video ngắn về những cái đơn hàng của mọi người để khởi động một tuần mới thật là tràn đầy năng lượng, cũng như là một tuần mới thật là nhiều đơn để phục vụ các bác yêu hoa, cũng như là chuẩn bị cho cái mùa Tết năm 2023 mọi người nhé. Đây, em giới thiệu qua cái Denso này. Denso nhà em chung thì rất nhiều loại, đa dạng mặt hoa, Denso màu, Denso nắng. Và Denso nhà em chung là trồng một cách khác biệt so với các vườn khác, là trồng bằng vỏ than. Đấy, bán than mọi người nhé, than đến 60-70% rồi. Và hàng này trồng thì mọi người quá là ok luôn. Tất cả hàng nhà em chung đều là hàng đứng đọt này, đứng đọt và cho hoa Tết cả nhà nhé. Đấy, Denso này thì bên em đồng giá đều là 55.000 một chậu cả nhà yêu nhé. Đồng giá 55.000 một chậu. Đấy, đây là những cái cây đá biên, đây là những cái hồ điệp. Cái hồ điệp này là hồ điệp hồ điệp Summer Love này, hay gọi là tình yêu mùa hạ. Đấy, bên em đang tri ân mọi người này, hoa thơm cảnh sát nhé. Với giá bao nhiêu ạ? 45k một cây, quá rẻ luôn. Đấy, còn đây là biên hai ngồng mọi người. Biên hai ngồng cho ăn Tết bầu 2.8 này. Đấy, hàng vườn nhé, cây đang hai ngồng như này, biên đẹp. Và màu này là màu tím chấm. Với giá là 39k. Đấy, 39k một cây thôi. Đấy, các bạn nhìn khách hàng nhà em này, sưu tầm cả 10 cây luôn. 10 cây là em chung bao ship rồi. Đấy, em giới thiệu những cái đơn hàng của khách hàng nhà em, cũng như là giới thiệu qua một số sản phẩm để mọi người dễ lựa chọn. Đây là cây hồ điệp màu vàng này, vàng 2.8 mọi người nhé, với giá cũng là 39.000 một cây. Và đi đơn 10 cây là em chung bao ship này. Đấy, khách nhà em toàn chơi 10 cây thôi. Đấy, các bác nhìn này, 10 cây là 390 bao ship. Đấy, đây là những cái đơn hàng hàng hoa thanh lý bên em đây mọi người. Đấy, thanh lý bên em này. Còn xa xa đây là những cái đơn băng băng mọi người nhá. Đấy, băng băng này, băng băng năm nay thì rất là hot mọi người, băng băng hàng vườn mọi người, phải bầu dễ khỏe. Đấy, băng băng nhà em chung vẫn giữ giá không đổi mọi người nhá, với giá là 115.000 một chậu. Đấy, rất là đẹp luôn. Và em chung đi đơn từ một chậu. Đấy, đặc biệt là sưu tầm 5 chậu là em chung lại bao ship được cả nhà rồi. Đấy, băng băng nhà em chung thì phân phối ra thị trường rất là nhiều, cả hàng Đài và hàng Thái mọi người nhá. Đấy, có những bác chơi cả 10 cây băng băng. Có những bác chơi cả 10 cây băng băng luôn. Và mọi người lưu ý cho em là băng băng nó vẫn tự tay là tự nhiên. Đấy, tự tay là tự nhiên. Đấy, ngoài ra bên em có cả những cái hàng thuần đấy mọi người. Những cái chậu thuần này, hàng Đài Loan thuần vỏ thông đấy. Hàng Đài Loan thuần vỏ thông cho mọi người. Đây là cây vũ nữ này. Đấy, đây là vũ nữ này. Vũ nữ ngọc nữ này. Rất là nhiều những cái loại vũ nữ như là ngọc nữ, anh đào, cam lơ. Đấy, băng băng đây mọi người. Đấy, đây là những cái đơn hàng của cả nhà nhá. Em nhào qua những cái đơn hàng này. Bác nào mà nhìn thấy đơn hàng của mình khả năng là cũng nhận ra đấy ạ. Đấy, ngoài cung cấp hoa lan nhá, cung cấp xỉ lẻ hoa lan, các dòng lan Denso, dòng lan đèn hồ điệp, vũ nữ và các dòng địa lan như địa lan Trần Mộng, hoa Tết và một số những cái dòng lan Thái, Đài Châu, Vanda, thì bên em còn cung cấp những cái vật tư phân thuốc hoa lan cho
khách hàng này. Đấy, và phân bên em chung chủ yếu là dùng phân chùm quế vi sinh mọi người nhé. Đấy, phân chùm quế vi sinh này, đây là những phân này là 10 cân này. Và phân này dùng cho được cả hoa lan nhé, dùng được cho cả hoa lan cũng như là dùng cho rau củ quả này. Cái dòng phân chùm quế vi sinh này là dạng phân nén mọi người nhé, dạng phân nén, và dùng cực kỳ, một năm mọi người chỉ cần bón 1 đến 2 lần cho cây hoa lan là ok lắm rồi. Bởi vì cái này là dạng nén mọi người nhá, thế nên là nó sẽ rất là tốt cho rễ, rất là tốt cho bộ rễ cho cây. Đối với cái dòng lan thì nó sẽ làm cho cái giá thể được thông thoáng, cây phát triển, bộ rễ khỏe mạnh. Còn đối với dùng cho rau củ quả cây cảnh thì cái dòng vi phân vi sinh này nó sẽ tạo cho đất là tơi xốp, đấy, nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và cái dòng phân vi sinh này dùng rất là tốt cho cây cảnh, cho hoa lan và cho rau xanh mọi người nhá. Đấy, phân vi sinh một tải này có 10 cân này, lẻ là 28.000 một cân mọi người nhá. Bắt đầu mua cả 10 cân này thì em trúng hỗ trợ bao ship. Đấy, ngoài ra bên em có vỏ thông này. Vỏ thông này thì về mọi người chỉ việc trồng thôi. Một bao vỏ thông này là 10 cân này. 10 cân với giá là 250. Đấy mọi người cứ đi đơn một bao như này. 10 cân một là bên em trúng hỗ trợ bao ship rồi nhá. Còn dưới 10 cân thì mọi người hỗ trợ bên em là 300 tiền ship. Đấy, và đây là cái combo thuốc này. Nhân tiện đây em giới thiệu qua những cái combo thuốc này. Cái combo này gọi là combo 8 em trúng nhá. Combo chăm sóc hoa lan toàn diện. Đấy, cái combo này là combo 8 này. Đấy, đây là những cái đơn hàng của cả nhà. Combo 8 nhà em chung là dùng xuyên suốt trong quá trình chăm lan nhé, chia làm 3 giai đoạn. Và em chung sẽ có những cái tờ giấy hướng dẫn mọi người sử dụng phân thuốc như thế nào. Đấy, giai đoạn 1 gồm những cái gì, giai đoạn 2 gồm những cái gì mọi người này. Đấy, em giới thiệu qua cái combo thuốc luôn này. Và đối với cái combo 8 này em sẽ dành riêng một cái video riêng mọi người nhé. Dành riêng một cái video để hướng dẫn mọi người chăm lan sao cho hiệu quả. Đây là cái combo 8 của nhà này. Combo 8 này gồm có một lọ chống thối cắt tinh này, em giới thiệu qua này, một lọ kích rễ này, N3M này, đấy, N3M, và một lọ B1 mọi người nhé. Ba cái lọ này dùng cho, thường là dùng cho giai đoạn đầu của mới trồng lan, thường là đầu. Đấy, khi cây về mọi người dùng B1 kết hợp với thằng N3M để kích rễ cho cây lên nhanh này, sau đó dùng chống thối để phòng bệnh. Đấy, chống thối này dùng nó được cả cây cảnh này. Đấy, sau khi cây phát triển ổn định bộ rễ, thì bắt đầu mọi người sử dụng cái combo 2, đó là siêu bật chồi, đầu trâu này. Đấy, siêu bật chồi và bắt đầu dùng bón phân ở pH tan chậm mọi người nhé. Đấy, đây là giai đoạn 2. Đấy, và đến giai đoạn 3. Và giai đoạn 2 này mọi người bón cái phân này thì mọi người chú ý cho em là bón xa gốc tầm 5 cm nhé. Bón xa gốc tầm 5 cm. Và đến giai đoạn 3 là giai đoạn mà cây ra hoa, mọi người sử dụng cái combo 3 này. À, cái ba cái loại này, Super Gali này, kích hoa này, và bổ sung thêm siêu ngân đỏ cho em. Đấy, siêu ngân đỏ này có rất là nhiều tác dụng này. Siêu ngân đỏ này có thể là giúp cho xuyên suốt quá trình cây lan phát triển mọi người nhé, có thể là ra rễ cực mạnh này. Đấy, cái siêu ngân đỏ này được gọi là một trong dòng thuốc toàn diện cho cây lan, tức là có thể có tác dụng là ra rễ cực mạnh, có cả bật chồi, có kể là xanh lá và có thể là ra hoa mọi người nhé. Thế nên cái siêu ngân đỏ này dùng rất là hiệu quả cho dòng lan hồ điệp, các dòng lan nói chung mọi người nhé, cũng như là dòng lan hồ điệp Denso. Đấy, đây là cái combo 8 nha em, bao gồm 7 lọ tặng 1 lọ là 8 mọi người nhé. 7 lọ tặng 1 lọ là 8, và dùng trong xuyên suốt quá trình chăm lan. Mọi người mới chơi lan thì mọi người chỉ cần sử dụng cái combo 8 này trong 3 giai đoạn: cây bắt đầu trồng, cây phát triển và cây ra hoa mọi người nhé, là đủ rồi. Và một combo 8 này em Trung đang tri ân cho cả nhà với giá là 199.000 và bao ship nhanh toàn quốc mọi người nhé. Đấy, combo 8 199.000, 7 lọ tặng 1 là 8 và bao ship toàn quốc cho cả nhà. Đấy, đây là những cái đơn hàng mà em chuẩn bị đơn cho cả nhà. Đấy, bác nào mà đặt hàng vui lòng liên hệ hotline nhà em là 0978811190 hoặc một hotline nữa là 0966610298. Chúc cả nhà một ngày mới làm việc thật là hiệu quả. Hẹn mọi người trong những cái video tiếp theo nhé. Trong những cái video giới thiệu sản phẩm cũng như là video chia sẻ những cái kinh nghiệm chăm lan của cả nhà. Em xin phép chào mọi người. Mọi người nhớ nhấn đăng ký fanpage Vườn Lan Trung Anh hoặc là kênh YouTube bên em cũng là Vườn Lan Trung Anh mọi người nhé. Nhấn nút theo dõi và thông báo để cập nhật những cái video tiếp theo, để mọi người đón nhận những cái sản phẩm cũng như là những cái kinh nghiệm chăm hoa lan, cũng như là một số những cái video live trực tiếp, có những cái chương trình chơi mini game, giao lưu cũng như là tặng quà miễn phí cho cả nhà. Chúc mọi người một tuần mới thật là tràn đầy năng lượng cũng như là một ngày làm việc hiệu quả. Em xin phép chào mọi người.